tất cả mọi thứ, phải không Daniel Vũ? Và ông nghĩ là đối với những cái ly rượu này nó được chồng lên nhau giống như là một cái sự liên kết thật là chặt chẽ, và chính điều này sẽ làm cho cái hạnh phúc này được bền lâu và vững chãi mãi mãi cho đến muôn đời về sau. Nhân đây con cũng muốn nhắc vợ hai cháu, chồng nói thì vợ nghe, mà vợ nói thì chồng nghe, cả hai bên đều nghe lắng nhau. Mình khi mình thương á, mình phải thương cái xấu từ đằng trước để mình tập cho quen. Mà mình hiểu người đó thì mình phải thương người đó nhiều hơn. Con phải hiểu người con thương thì con sẽ thương người đó nhiều hơn. Nếu con không hiểu thì con không thương người đó nhiều hơn. Nên hy vọng hai đứa con hiểu với nhau và thương nhiều hơn. Quý vị thấy không, Daniel Vũ rất là hiểu rõ về tình yêu, hiểu sao vẫn còn cô đơn như vậy.